Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì phước hạnh Chúa ban cho chúng ta trong những ngày qua. Và tôi nghe vài anh chị em làm chứng lại ở trong các nhóm hội thánh đơn giản. Chúa ban phước thăm viếng cho anh chị em và chúng ta có những cái phước hạnh mà chúng ta san sẻ nhau ở trong ơn của Chúa. Chúng ta chia sẻ những điều chúng ta học được từ nơi lời của Chúa. Và xin Chúa ngày ban ơn để tấm lòng và đời sống của anh chị em được Chúa ngài ban phước luôn ở trong ơn của ngài. Cảm ơn Chúa, hôm nay chúng ta bước vào tuần thứ hai của loạt bài 4 tuần mà chúng ta đang đeo đuổi. Chúng ta tìm hiểu về cuộc đời của một tiên tri của Chúa ở trong Cựu Ước, tên là tiên tri Elise. Nếu chúng ta anh chị em nào mất cơ hội để nghe bài giảng tuần rồi, chúng ta có thể trở vào ở trong Facebook cũng như là YouTube, kênh của chúng ta là VBC Houston tiếng Việt. Anh chị em có thể nghe lại bài giảng tuần rồi. Thế nào chúng ta đã học cái việc đốt cài, bỏ lại đằng sau bất cứ những gì có thể ngăn cản chúng ta theo Chúa và chúng ta tiến bước theo Ngài như tiên tri Elise đã bày tỏ ra. Khi tiên tri Eli ném cái áo choàng của mình trên vai của Elise, ông làm một công việc, đó là ông trở về và giết con bò kéo cài đó, mới lấy cài và ông bữa ra, ông làm củi để nấu thức ăn và một cái bữa tiệc để chia tay với những người làm việc với mình cũng như gia đình. Rồi ông đi theo thầy của mình để tập tành, để học hỏi, chuẩn bị cho sự kêu gọi của Chúa, cho đời sống của ông ở trong ơn của Chúa. Cảm ơn Chúa. Hôm nay chúng ta sẽ bước vào một cái việc khác mà chúng ta có thể học được, đó là việc chúng ta cần phải đào những cái hầm hố chứa nước hay là những cái mương ở trong đời sống của chúng ta. Sự vâng lời của Chúa và chúng ta có thể xây dựng cuộc đời của chúng ta một cách lớn lao ở trong ơn của Chúa. Với ước mơ là Chúa ngài sẽ nâng cấp đức tin của chúng ta, để tất cả chúng ta, tín hữu của VBC Houston, có một cái loại đức tin lạ thường, một loại đức tin dám tin và hành động dựa trên những điều Chúa ngài hướng dẫn chúng ta trước khi mắt chúng ta thấy những điều đó trong con mắt thực thể của chúng ta. Chúng ta có thể đã biết làm thế nào để có những ước mơ lớn. Và đây là điều mà chúng tôi đã chia sẻ với anh chị em và tôi tin rằng anh chị em nắm bắt được. Chúng ta không chấp nhận việc đi theo Chúa mỗi ngày như mỗi ngày, nhưng mà dựa theo sự mặc khải của vương quốc của Đức Chúa Trời và lời của Đức Chúa Trời, ngài muốn cuộc đời của chúng ta cứ mỗi ngày một lớn hơn. Trung tín trong việc nhỏ, Chúa sẽ giao chúng ta việc lớn hơn. Đó là khải tượng mà chúng ta thấy chúng ta có thể có những ước mơ lớn. Chúng ta cũng có thể đã thậm chí sẵn sàng để đốt cài, để bỏ lại cuộc sống cũ và chúng ta đi theo Chúa. Nhưng để thực sự sống một cuộc đời vĩ đại hơn, có một vấn đề mà chúng ta cần nhớ ở trong đời sống của chúng ta, đó là chúng ta phải biết tất cả đều bắt đầu bằng những việc nhỏ, bắt đầu từ vị trí của mình, bắt đầu từ chỗ mà Chúa ngài giao cho chúng ta. Và khi chúng ta trung tín trong những việc đó, Chúa ngài sẽ ban phước, ngài sẽ chu cấp cho chúng ta những gì cần để chúng ta thấy được đời sống của chúng ta được mở rộng trong ơn của Chúa. Như tuần rồi tôi chia sẻ với anh chị em, có một cặp mắt luôn luôn quan sát đời sống của tất cả chúng ta. Và ngài sẵn sàng để cất nhắc chúng ta khi ngài thấy, ngài tin chúng ta được. Khi chúng ta được Chúa ngài tin dùng, là khi Đức Chúa Trời ngài nhìn thấy chúng ta trung tín trong những việc nhỏ Chúa giao, thực hiện thật tốt, để chúng ta có thể nói với Chúa rằng cái gì Chúa cho con, giao cho con, một ta lân, hai ta lân, năm ta lân, con sẵn sàng để làm lợi ra. Con khước từ cái thái độ của người nhận một ta lân đem đi chôn giấu, nhưng mà con sẵn sàng để hành động, để làm lợi ra theo như Chúa ngài ban phước. Câu chuyện mà tiên tri Elise đã ra lệnh cho vua của Israel đào mương ở trong sa mạc, minh họa cho chúng ta tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho phước lành của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của chúng ta. Chúa ngài sẽ hành động một cách lớn lao trong quyền năng của ngài khi chúng ta làm phần của mình, khi chúng ta bắt tay vào và chúng ta bắt đầu. Cảm ơn Chúa. Và trước khi chúng ta đi vào trong bài học thì tôi xin hỏi anh chị em, anh chị em có quen thuộc với cái trò chơi gọi là giá như hay là nếu mà không? What if? What if? Nếu tôi có cái này thì mọi việc sẽ xảy ra như thế này, như thế này. Giá như tôi có một công việc tốt hơn thì đời sống của tôi chắc là sẽ có nhiều những cái thay đổi tốt hơn. Giá như tôi có nhiều tiền hơn, tôi sẽ làm được điều này điều kia hơn. Giá như tôi có nhiều tóc hơn, bởi vì bắt đầu thấy nó rụng nhiều quá,
thì chắc là đời sống của tôi sẽ khác hơn. Một số phụ nữ có thể nói giá như tôi có một người chồng. Một số khác thì nói rằng giá như tôi có một người chồng, mà người chồng có công ăn việc làm, chứ không có chỉ công ăn thôi, mà có việc làm nữa. Một số người khác có thể nói giá như tôi có một người chồng có công ăn việc làm, nhưng mà phải rất là đẹp trai. Tôi không biết cái giá như của anh chị em là điều gì, nhưng trong suốt cuộc đời tất cả chúng ta đều nhận ra mình có những nhu cầu này. Và chúng ta có xu hướng nghĩ rằng giá mà chúng ta chờ đợi, nếu có những điều kiện đó thì tôi sẽ có điều này điều kia, thì cuộc sống sẽ tốt hơn rất nhiều. Nhưng sự với anh chị em, chúng ta không cần phải ngồi để ước mơ nữa, và cũng không cần để ngồi để chúng ta mong đợi một cách thụ động. Nhưng mà Chúa Ngài muốn chúng ta biết rằng khi chúng ta gặp những sự thiếu hụt, thách thức ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta để những điều đó nó kéo chúng ta đến gần Chúa, thì nó sẽ là phước hạnh trong đời sống của chúng ta. Hoạn nạn, khó khăn, thách thức, nó là những phước hạnh trong chiếc áo hoạn nạn, nếu chúng ta để những điều đó kéo chúng ta đến gần Chúa. Ông chiều hướng là chúng ta thấy rằng khi gặp những sự khó khăn, thách thức ở trong đời sống, người ta bỏ chạy, chạy đến chỗ này, chỗ kia, người này, người nọ, mà Chúa thì không chạy đến. Mà xin Chúa Ngài cho để hôm nay tôi muốn khuyến khích quý bà anh chị em lắng nghe sứ điệp này qua lăng kính của nhu cầu lớn nhất của anh chị em. Nhu cầu đó hiện tại nó là gì? Chúng ta để cái nhu cầu đó ngay trước mắt của mình trong thời gian này, và lắng nghe để xem đường lối của Chúa, và chúng ta phải bắt đầu như thế nào để chúng ta có thể kinh nghiệm phép lạ sự bứt phá của Chúa xảy ra trong đời sống của chúng ta. Tôi đã giảng rất nhiều lần từ bục giảng này, khi chúng ta có nhu cầu, có nan đề trong đời sống, chúng ta là đối tượng của phép lạ. Chỉ cần Chúa can thiệp vào thì phép lạ xảy ra. Nguyện xin Chúa ban phước để chúng ta thấy điều đó, và chúng ta sẽ tấn tới trong ơn của Chúa. Bây giờ xin cho tôi xây dựng cái bối cảnh của câu chuyện mà chúng ta sẽ học ở trong ngày hôm nay, để chúng ta sẽ thấy được vấn đề. Đó là có ba vị vua đã hiệp lực với nhau để chiến đấu chống lại với vua của Moab. 3-1. Họ nghĩ điều này thắng là cái chắc, và họ đã lên một cái kế hoạch để đi một cái hướng, đi một cái đoạn đường đi xuyên qua Moab. Nhưng mà việc nó không diễn ra như họ đã kế hoạch. Đi 7 ngày rồi họ thấy rằng đã hết nước, không còn một giọt nước nào. Thì đó đem họ đến một cái chỗ nguy hiểm, bởi vì quân lính sẽ chết khác, và những con ngựa, những cái thú được đi chung ở trong đoàn quân này cũng sẽ chết theo. Thay vì chiến thắng một cách dễ dàng, họ đã bắt gặp quân đội của mình đang gặp khó khăn lớn. Chết là điều sẽ xảy ra nếu không có một sự can thiệp siêu nhiên từ nơi Đức Chúa Trời. Họ sắp chết khát, súc vật của họ sắp chết khát. Họ có nhu cầu rất lớn. Và câu chuyện này sẽ dạy cho chúng ta nguyên tắc này. Nếu chúng ta để ý, thì cái sứ điệp ngày hôm nay rằng nhu cầu lớn nhất của bạn trở thành phước lành khi nó thúc đẩy bạn chạy đến với Chúa và phụ thuộc vào Ngài. Sống trong cuộc đời này, đối diện với nan đề, những thách thức trong đời sống là chuyện tự nhiên. Và chúng ta tùy nơi thái độ và cái cách chúng ta đối diện. Một là chúng ta sẽ tốt hơn, hai là chúng ta sẽ trở nên cay đắng. You either get better or bitter. Và rất tiếc là có nhiều người họ đã để cho cái những sự khó khăn trở nên cay đắng trong đời sống của họ. Và họ đổ lỗi cho Chúa thay vì họ nhận biết lỗi của mình và chỉnh đốn ở trước mặt Chúa. Chúng ta đến với lời của Chúa trong sách Các Vua thứ 2 chương 3 từ câu 9 cho đến câu số 20. Và tuần rồi chúng ta có nhắc. Ngoài hôm nay chúng ta trở lại với chúng ta học kỹ hơn. Các Vua thứ 2 chương 3 từ câu 9 cho đến câu số 20. Vậy vua Israel, vua Juda, vua Edom cùng kéo quân ra. Họ đi vòng 7 ngày đường, không còn nước cho quân lính và súc vật đi theo nữa. Vua Israel nói: "Than ôi, Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến để nộp họ vào tay của người Moab." Tôi dừng ở đây mở ngoặc để nhắc anh chị em, chính ông là người đi kêu gọi vua của Juda và vua của xứ Edom hiệp lại với ông để đi ra và chiến trận với vua của Moab. Tự mình làm quyết định lên kế hoạch này, và đi một lúc 7 ngày thì không còn nước uống. Thì chúng ta thấy ông làm gì? Ông trách Đức Chúa Trời. Ông đổ thừa cho Chúa. Ông rằng: "Thánh ơi, Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua này đến để nộp họ vào tay của người Moab."
Nghe thấy quen không chưa? Mình tự tung tự tác, mình kế hoạch này kế hoạch nọ, vì cái chuyện nó không xong, mình trách Chúa: Chúa ơi, sao Chúa để cho chuyện này nó xảy ra cho con? Chính chúng ta đã loại Chúa ra khỏi kế hoạch của mình, đời sống của mình. Không đi theo sự dẫn dắt của Chúa thì chúng ta không có quyền để chúng ta đổ thừa cho Chúa. Nhưng Giô-sa-phát hỏi, ở đây không có nhà tiên tri nào của Đức Giê-hô-va để nhờ người mà chúng ta cầu hỏi Đức Giê-hô-va sao? Trễ nhưng mà không quá trễ, vì có một người còn có sự hiểu biết. Một đệ tử của Israel, của vua Israel đáp: ở đây có Elise con của Sa-phát, là người đã phục vụ Eli. Trong bản tiếng Anh thì là người đã rót nước trên bàn tay của Eli, hay nói cách khác là người phục vụ, là người đi theo, và cho đến giờ phút này chúng ta biết rằng đã hơn 10 năm từ lúc ông trẻ cài, nổi lửa, làm thịt con bò mà đã dùng để kéo cái cài đó để làm tiệc chia tay với gia đình cũng như là những gia nhân ở trong nhà để đi theo thầy của mình. Giô-sa-phát nói, ông ấy có lời của Đức Giê-hô-va. Vậy vua Israel, Giô-sa-phát và vua Ê-đôm đi xuống gặp Elise. Elise nói với vua Israel: tôi với vua có căn hệ gì chăng? Hãy đến cầu vấn các nhà tiên tri của vua cha và của thái hậu đi. Nhưng vua Israel đáp: không đâu, vì Đức Giê-hô-va đã gọi ba vua chúng tôi đến để nộp vào tay của người Mô-áp. Elise nói: trước mặt Đức Giê-hô-va vạn quân hàng sống là đấng tôi phụng sự, tôi thề rằng nếu không kính nể Giô-sa-phát vua Giu-đa thì tôi chẳng xem vua ra gì và cũng không nhìn mặt vua nữa. Nhưng bây giờ hãy đem đến cho tôi một người gãi đàn. Mỗi khi người ấy gãi đàn thì tay của Đức Giê-hô-va ở trên Elise. Ông nói Đức Giê-hô-va phán thế này: hãy đào thật nhiều hầm hố chung quanh thung lũng này, vì Đức Giê-hô-va phán các ngươi sẽ không thấy gió cũng chẳng thấy mưa, thế mà thung lũng này sẽ đầy nước để cho các ngươi, bầy chiên cùng súc vật của các ngươi đều sẽ được uống nước. Nhưng đây chỉ là việc nhỏ dưới mắt của Đức Giê-hô-va, Ngài lại sẽ phó dân Mô-áp vào tay của các ngươi. Các ngươi sẽ triệt hạ tất cả những thành kiên cố và tất cả những thành phố quan trọng, sẽ đốn ngã tất cả cây cối tốt tươi, chặn mọi nguồn nước và lấy đá phá hủy mọi đồng ruộng phì nhiêu. Sáng hôm sau vào giờ dân tế lễ thì nước từ hướng Ê-đôm chảy đến và toàn xứ tràn đầy nước. Cảm ơn Chúa. Hôm nay nó ghi lại cho chúng ta một cái thái độ mà nếu chúng ta hiểu, chúng ta thấy rằng cái ông tiên tri này sao mà ông sắc sược quá như vậy. Ông nói chuyện với vua của Israel mà sao ông nói như vậy. Nếu không phải bởi Giô-sa-phát có mặt ở đây thì tôi cũng không thèm nhìn mặt của ông nữa. Sao ông không chạy đến với tiên tri của cha của ông, của mẹ của ông? Anh chị em yêu dấu, chúng ta sẽ hiểu lý do tại sao và cách nào để chúng ta có thể đến gần với Chúa. Một nhu cầu lớn có thể là một cái phước hạnh khi nó thúc đẩy chúng ta tin cậy vào Đức Chúa Trời. Điều gì xảy ra khi chúng ta thấy mình bị mắc kẹt ở trong việc đeo đuổi một cái cuộc sống vĩ đại hơn, những ước mơ lớn hơn, mà việc thì chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm được, nhưng mà cuối cùng thì nó không xảy ra theo ý mà chúng ta muốn. Vấn đề nằm ở chỗ biết ước mơ lớn nhưng không biết bắt đầu từ những việc nhỏ và những việc quan trọng. Vì Chúa không muốn tôi lợi dụng Ngài để đáp ứng nhu cầu của tôi. Ngài muốn sử dụng những nhu cầu của tôi để kéo tôi đến gần với Ngài. Khi chúng ta đối diện với những thách thức khó khăn trong đời sống của chúng ta, hãy nhận biết đây có thể là kế hoạch của Đức Chúa Trời để Ngài kéo tôi trở lại với chính mình Ngài, vì tôi đi quá xa rồi, hay là lòng của tôi đã lệch lạc đối với Chúa, tình yêu ban đầu với Chúa đã mất. Vì chúng ta, tôi thường nói với anh chị em là chúng ta hội thánh của Chúa đó rất tốt khi chúng ta ở trong hoạn nạn, nhưng mà rất là tồi tệ khi chúng ta ở trong sự thịnh vượng. Trong khi Chúa thì Ngài muốn ban cho dân sự của Ngài sự thịnh vượng, bắt đầu từ trong Cựu Ước, từ trong Ngũ Kinh. Khi Chúa Ngài thành lập nước của Israel thì Chúa Ngài đã truyền lệnh cho họ: Chúa sẽ ban phước và họ sẽ trỗi cao, họ sẽ sống trong sự thịnh vượng. Họ đứng đằng đầu chứ không bao giờ đứng đằng đuôi. Không có một điều gì ở trong đời sống của họ mà thiếu thốn hết. Từ cái thùng bột cho đến cái bình dầu của họ, tất cả Chúa Ngài sẽ cho dư dật, miễn là họ đi theo điều răn của Chúa và kính sợ Ngài. Chúa hứa rằng Ngài sẽ khiến cho họ luôn luôn đứng ở trên cao chứ không bao giờ dưới thấp, cho các nước vay mượn chứ không mượn ai. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời. Ngài muốn con dân của Chúa sống ở trong sự dư dật,
Nhưng với điều kiện là chúng ta phải giữ theo điều răn của Chúa, luật pháp của Chúa và đi trong sự hướng dẫn của Ngài. Và nếu không khéo, khi chúng ta được phước thì chúng ta sẽ quên Đức Chúa Trời của mình. Và chúng ta bỏ ra chúng ta thờ lại hình tượng hay là các tà thần. Cái thần đầu tiên mà chúng ta sẽ thờ nó đó, đó là ma môn, là thần tài. Nhưng nếu chúng ta hiểu và chúng ta bước đi trong đường lối của Chúa thì chúng ta sẽ được Chúa Ngài nới rộng sức chứa của chúng ta. Và bởi ơn của Ngài chúng ta sẽ nhận mỗi ngày một nhiều hơn. Vì Chúa Ngài muốn chúng ta làm nguồn phước cho muôn dân. Anh em nhớ nguyên tắc này để chúng ta có thể chứng minh cho Chúa thấy rằng con trung tín trong việc nhỏ và con sẵn sàng để được Chúa Ngài tin cậy và giao cho những việc lớn hơn. Và như một số người trong những ngày qua chúng tôi thấy đầy ở trên Facebook của Việt Nam của chúng ta, có những người bắt đầu nói nặng về các chức vụ cũng như đời sống của những đầy tớ của Chúa được Chúa Ngài sử dụng ảnh hưởng trên cả một quốc gia, cả một vùng của thế giới. Và mấy cái ông, mấy cái bà giảng về tin lành thịnh vượng đó là tà giáo vân 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 vân. Thì đối với họ, thịnh vượng chỉ là đồng tiền. Và Đức Chúa Trời Ngài muốn chúng ta thịnh vượng mọi mặt trong đời sống của chúng ta. Ân của Chúa, lời của Ngài, phước hạnh từ nơi Chúa ban cho để chúng ta có thể cho ra. Thì nếu chúng ta nó sâu như cái hố bơm không bao giờ đầy đó, thì chúng ta làm sao có thể giúp đỡ cho những người có nhu cầu được. Có một Đức Chúa Trời muốn và rất vui để các đầy tớ của Ngài được may mắn và được phước, được thịnh vượng. Luôn cả kế hoạch của Chúa Giêsu Ngài trở nên nghèo là vì mục đích để chúng ta được giàu có trong Chúa. Cho chúng ta đừng thắc mắc về tấm lòng rời rộng và phước hạnh mà Đức Chúa Trời Ngài muốn ban để xuyên qua hội thánh của Chúa, qua tuyển nhân của Ngài, các nước muôn dân sẽ được phước. Miễn là chúng ta chứng minh cho Đức Chúa Trời thấy rằng chúng ta có thể tin cậy được. Khi vua Israel ông đến gặp tiên tri Elisha thì nhu cầu của ông đã thúc đẩy ông tìm kiếm một giải pháp. Nhưng mà Elisha đã hướng dẫn ông đến với Đức Chúa Trời là đến cuối cùng sẽ là giải pháp duy nhất của họ. Và đây là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ trong đời sống của chúng ta. Anh chị em có thể không biết Joram là vị vua không kính sợ và hầu việc Đức Chúa Trời. Đó lý do tại sao khi mà đến đó thì Elisha nói rằng nếu không phải vua của Juda là Josaphat thì tôi cũng không muốn nhìn mặt ông. Chúng ta trở lại với ba câu đầu của các vua thứ nhì chương 3 từ câu 1 đến câu số 3 chúng ta thấy. Và năm thứ 15 đời trị vì của vua Josaphat, vua Juda, thì Joram con trai của Ahab lên làm vua Israel tại Samaria và cai trị 12 năm. Vua làm điều ác ở trước mắt của Đức Giê-hô-va, nhưng không giống như cha và mẹ của mình, vì vua đã dẹp bỏ trụ đá thờ thần Ba-an mà vua cha đã dựng lên. Dù vậy, vua vẫn bám lấy tội của Jeroboam, con trai của Nebat, là tội đã gây cho Israel phạm tội. Vua không chịu từ bỏ tội ấy. Tiên tri của Chúa nhìn thấy tấm lòng của ông vua này. À, người lập một quân đội liên minh để đi ra đánh giặc. Cuộc sống thì không kính sợ Đức Chúa Trời và không làm theo sự hướng dẫn của Ngài. Nhưng mà khi gặp sự khó khăn thì muốn xin Đức Chúa Trời can thiệp vào và xin thấy cánh tay quyền năng của Đức Chúa Trời. Cho nên thay vì ông đem lại cái giải pháp họ đang cần, đó là họ cần nước, thì ông hỏi để dẫn họ đi vào ở trong những cái bước, những cái nguyên tắc mà tôi tin rằng tất cả chúng ta đều phải bước qua khi chúng ta trở lại với Chúa. Tại sao đến với tôi? Tại sao kéo tôi vào trong cái năng đề của vua? Tại sao không đi theo các tiên tri của cha của vua và của mẹ của vua, của má của vua? Chúng ta nhớ vua Ahab là người dựng những tượng hình này, những cái cột này cho thần Ba-an. Các tiên tri của mẹ của Joram ở tại đây là Jezebel, là người đã nuôi ở trong cung vua, tuyển nhân của Đức Chúa Trời, 450 tiên tri của Ba-an. Và ông thách thức để Joram ở tại đây có thể thấy được một cái điều rất là quan trọng. Bởi vì thầy của ông đã được Chúa Ngài sử dụng trước đó để chứng minh một điều, đó là chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể đáp lửa từ trời. Chúng ta còn nhớ trong cái giai đoạn mà dân Israel của Chúa, Kinh Thánh gọi là họ đi dẹo hai bên. Một lúc đi nhà thờ, sáng Chủ nhật đi nhà thờ, chiều Chủ nhật đi chùa. Bước đi với Chúa một bước một chân,
Nhưng mà chân bên kia vẫn còn ở trong đích, trong đất của kẻ thù. Cho nên trước khi vua có điều kiện đó, thì hãy nhớ lại và ông thách thức, tại sao không nhờ tiên tri của ba anh? Là tiên tri đã từng cố vấn, đã được vua cha của vua đã nuôi và đã đeo đuổi. Chúng ta nhớ câu chuyện đó. Eli gặp những tiên tri của ba anh và có một sự thách thức trên đỉnh núi Cạc Mên, đó là chúng ta sẽ bày tỏ quyền năng, có một sự chạm trán của quyền năng. Ông hỏi dân sự của Chúa là các ngươi đi dẹo hai bên cho đến chừng nào? Nếu ba anh là Đức Chúa Trời hãy thờ phượng nó, mà nếu Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời hãy thờ phượng Ngài. Trong thách thức để có một cuộc chạm trán xảy ra, ông nói với 450 tiên tri của ba anh lần, ở đây có hai con bò, mỗi người trong chúng ta, mỗi nhóm của chúng ta sẽ chọn một con. Các ngươi làm thịt và để con sinh tế này ở trên bàn thờ. Ta cũng làm như vậy. Rồi chúng ta gọi lửa từ trời xuống, thần nào đáp lửa từ trời xuống ở trên của lễ thì đó là chân thần. Và chúng ta biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Tiên tri Eli nói rằng các ngươi được đi trước. 450 tiên tri của anh, một lực lượng rất là hùng hậu, giết con bò, xả thịt của nó, làm một cái bàn thờ chất của lễ lên, rồi bắt đầu họ kêu cầu ba anh. Không nghe gì hết. Tiên tri luôn rằng kêu hắn lên, biết đâu trời thần của các ngươi đang đi chơi hay là đang ngủ, đánh thức nó dậy để bày tỏ lòng thành của mình. 450 tiên tri của ba anh này, Kinh Thánh ghi lại, chúng ta bắt đầu lấy dao ra, nó rập ra trên người của nó, đổ máu ra để nói với ba anh rằng chúng tôi rất là nhiệt thành. Nhưng mà ở trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời thì không có một linh nào cũng như có một thần nào được quyền để xuất hiện. Chắc nó cũng có làm những cái kỳ tích cho nên người ta mới tin nó. Nhưng mà bây giờ đem đến để có một cái cuộc chạm trán với quyền năng của chân thần thì không một ba anh nào có quyền ở tại đó để đáp lửa gì hết. Và chúng ta thấy hình ảnh tiên tri Eli đứng đó thách thức và trêu chọc họ, la lớn lên. Biết đâu chừng ba anh nó đi ở đâu xa đó mà các ngươi kêu nhỏ nhỏ nó không nghe, kêu lớn tiếng lên, đánh thức nó dậy cho nó ngủ. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng không một động tĩnh nào. Và tiên tri của Đức Chúa Trời bắt đầu công việc dựng một bàn thờ. Chúng ta không có thời gian để đi vào trong các chi tiết đó. Để con bò lên ở trên bàn thờ đó, ông quỳ gối xuống và cầu nguyện là Đức Giê-hô-va xin chứng minh rằng trên đất nước này có một Đức Chúa Trời toàn năng, và tôi là tôi tớ của Ngài, tôi làm những việc này theo sự hướng dẫn của Ngài. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, lửa từ trời giáng xuống thiêu đốt của lễ, củi, đá và nước ở trong mương mà ông đã tưới ướt sũng hết của lễ, và nó còn chứa ở trong mương nó để chứng minh rằng đây không phải là ảo thuật, mà đây là quyền năng của Đức Chúa Trời thi thố đáp lời cầu nguyện của tuyển nhân của Ngài. Khi đang sắp chết khác, thì con trai của vua Ahab này đến với người của Đức Chúa Trời và xin một sự can thiệp của Đức Chúa Trời, trong khi hàng ngày thì không thờ phượng Ngài. Anh em thấy sự mâu thuẫn đó. Đây là một trong những điều mà chúng ta cần nhớ. Chúng ta là con cái của Chúa, nhớ rằng Chúa không phải là con đường tắt của chúng ta, Chúa là giải pháp duy nhất của chúng ta. Nếu chúng ta đang lợi dụng Chúa chỉ để đạt được những điều vĩ đại hơn mà Ngài có thể mang lại cho chúng ta, mà nó không đến từ đức tin và mối liên hệ chúng ta với Chúa, chúng ta đang thờ lại hình tượng và chúng ta lợi dụng Đức Chúa Trời. Nhu cầu lớn lao thường là điều nó phải đưa chúng ta đến với Chúa. Nhưng nếu có một số điều chúng ta cần phải để ý tới đây, đó là có những điều Chúa này hướng dẫn chúng ta phải vâng lời và chúng ta phải làm theo, thì Chúa Ngài mới thực hiện công việc của Ngài. Như trường hợp ở tại đây, chúng ta thấy rằng tiên tri Elise đang làm cái chức vụ tiên tri của Chúa, đang giúp đỡ để bắt đầu bằng các vị vua này rồi quân lính mà họ đang hướng dẫn. Thứ nhất là phải bỏ việc ác, bỏ việc thờ lại hình tượng tà thần, mà quay trở về đặt đức tin, lòng tin nơi Đức Chúa Trời mà thôi. Đây là điều rất là quan trọng. Anh chị em, chúng ta cần kiểm soát đời sống của chúng ta. Bởi vì có thể những điều chúng ta cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra đó, tại vì chúng ta còn quá nhiều hình tượng trong tấm lòng của mình.
Khi năng đề đến, ai là người mà chúng ta gọi trước? Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện hay là những con người xung quanh của chúng ta? Nếu chúng ta gọi cho họ trước, họ là hình tượng trong đời sống chúng ta. Khi chúng ta có năng đề ở trong đời sống của chúng ta làm gì? Những việc chúng ta làm đó, mà không phải là chúng ta đến với Chúa để nhận sự giúp đỡ trực tiếp từ nơi Ngài, vì chúng ta đặt lòng tin trọn vẹn nơi Chúa, nó là hình tượng trong đời sống của chúng ta. Lòng của chúng ta có thật đặt nơi Chúa một cách trọn vẹn hay không? Thì chúng ta thấy ông tiên tri Elise, ông nói chuyện ban đầu chúng ta nghe, sao ông tiên tri nó sắc sược như vậy? Vua đến và đã hạ mình xuống và đến nhờ ông cầu vấn Đức Chúa Trời để xin Chúa Ngài can thiệp cho con nước uống. Nói rằng nếu không phải Josaphat là vua của hai chi phái miền Nam là Juda đó, tôi cũng không thèm nhìn mặt ông nữa, đi chỗ khác chơi. Đây là cái thái độ mà thầy của ông đã có. Chúng ta nhớ tiên tri Eli. Nếu ban là thần, là Đức Chúa Trời, là thần chân thật, hãy thờ phượng nó. Nhưng nếu Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, hãy thờ phượng Ngài. Và cái thứ đi lại chúng ta, khi Chúa Ngài đáp lửa rồi đó, thì tấm lòng của các tiên tri của ba anh không có sự thay đổi, cho nên Chúa Ngài đã yểm trợ cho tiên tri Eli giết hết 450 tiên tri của ba anh. Một số học giả cho biết rằng còn khoảng 400 tiên tri của ác tặc tê nữa ông làm thịt hết, vì ông muốn dọn sạch đất nước của tuyển dân của Đức Chúa Trời. Cái chuyện tuyển dân của Chúa mà đi dẹo hai bên là điều không chấp nhận được ở trong tiêu chuẩn của tiên tri của Đức Chúa Trời. Nhưng ở đây chúng ta thấy ông đang kéo tấm lòng của các vị vua này trở lại, đặt lòng tin nơi Chúa. Và chúng ta còn nhớ ông đã làm gì rồi phải không? Ông đang các ngươi muốn xin nước hả? Đem đến cho ta một người chơi đàn. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta là trong lúc người này đang đánh đàn, có lẽ là cung đàn đó, the harps, thì tai của Đức Giê-hô-va, tai của Chúa đặt ở trên tiên tri Elise, ông bắt đầu tiên tri. Chúng ta cần quen thuộc với sự hiện diện của Chúa và cần ở trong sự hiện diện của Chúa. Thờ phượng là điều không thể thiếu trong đời sống của chúng ta. Thờ phượng cá nhân ở tại nhà và thờ phượng với hội chúng. Nếu chúng ta không ở trong một mối liên hệ mật thiết với Chúa, chúng ta không thờ phượng Ngài, mà khi chúng ta có nhu cầu chúng ta mới chạy đến kiếm Chúa, chúng ta đang đối xử với Chúa trong cái thái độ là Chúa là ông thần tài hay là một cái vị thần nào đó mà chúng ta có thể lợi dụng được. Và Đức Chúa Trời Ngài đeo đuổi một mối liên hệ giữa chúng ta với Ngài. Đó là lý do tại sao chúng ta phải dành thời giờ để thờ phượng, dành thời giờ để cầu nguyện với Chúa. Khi chúng ta hiểu điều này, chúng ta sẽ thấy rằng tấm lòng của Đức Chúa Trời Ngài muốn gần gũi với chúng ta. Ngài muốn chúng ta xử Chúa như lòng thần mình bỏ trong túi của mình đó. Khi gặp sự khó khăn thì lôi Chúa ra. Xin giúp đỡ cho con, xin Chúa Chúa ơi, con đập đầu, con ăn năn, xin Chúa Ngài giúp đỡ cho con. Mà khi bỏ ra việc nó thành rồi thì mình cũng vũ như cẩm, bẩn như cũ. Đức Chúa Trời Ngài thấy những điều đó. Nhưng để chúng ta có thể hồi đủ điều kiện, chắc chắn Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban nước, nhưng mà phần của chúng ta là chúng ta phải dọn đường, thờ phượng, gọi một người đánh đàn đến. Ở trong hoàn cảnh này chúng ta thấy rằng tiên tri Elise, khi ông lên tiếng điều này, không biết là các vua này bỏ đồng quân của mình đang sắp chết khát chạy về để gặp tiên tri của Chúa, hay là tiên tri Elise đã đi chung với ba đạo quân này suốt những ngày qua. Ông là gạch nối giữa họ với Đức Chúa Trời, nhưng mà họ không màng đến, cho đến khi hết nước họ mới đi tìm. Cho đến khi gặp sự khó khăn lớn, họ mới xin để nghe lời của Chúa, mới qua đầy tớ của Chúa, tiên tri của Chúa để cầu vấn Đức Chúa Trời. Cái này nghe cũng quen quen lên chưa mà. Ngày thường thì Chúa chúng ta để ở đâu đó, hàng thứ yếu có thể là tuốt ngoài sao chót. Và khi có khó khăn chúng ta đôn Chúa lên. Đừng đối xử với Đức Chúa Trời như vậy anh chị em. Ngài rất muốn chúng ta, như nguyên tắc VBC Houston mà tôi khuyến khích anh chị em, chúng ta dành thời giờ đầu tiên với Ngài ở trong Ngài. Dâng cho Chúa Ngài đầu tiên của tuần của chúng ta. Đặt Chúa đứng hàng đầu khi chúng ta lấy của cải của chúng ta mà tôn vinh Đức Chúa Trời. Dâng cho Chúa phần đầu tiên của lợi tức của mình. Điều đó chứng minh cho Đức Chúa Trời rằng Chúa là tất cả, Chúa đứng hàng đầu, Chúa là ưu tiên trong cuộc đời của con. Các ngươi muốn nước hả? Đưa người đến để giúp đỡ tạo thờ phượng. Tiên tri Elise, ông biết
chính ở trong sự hiện diện của Chúa, lời của Chúa mới được ban phát ra. Ông phải là người ở trong sự hiện diện thường xuyên của Chúa. Nên Chúa ngày bày tỏ cho ông những điều rất là bí mật. Đến độ các vua sau này chúng ta đọc thì chúng ta thấy rằng họ phát sợ. Vì họ kế hoạch làm việc này việc kia thì người của Đức Chúa Trời đã báo cho vua của Giu-đa biết về công việc toàn định làm của họ. Cảm ơn Chúa. Anh chị em, khi chúng ta là những con người thờ phượng, chúng ta không cần lo và không cần sợ có nghe được tiếng phán của Chúa hay không. Vì Chúa luôn luôn phán với con cái của Ngài. Qua lời cầu nguyện, qua lời kinh thánh, qua sự mặc khải của Chúa, qua ơn của Ngài. Và nhiều khi Chúa Ngài dùng luôn lời thú để phán với chúng ta nữa. Con lừa mà nếu mà cần phải phán với chúng ta, Chúa cho con lừa nó mở miệng ra nó nói nữa. Đức Chúa Trời rất muốn bày tỏ đường lối của Ngài cho con dân của Ngài. Nhưng mà chúng ta không chịu nghe. Trở lại, quen thuộc với sự hiện diện của Chúa trong sự thờ phượng. Chúng ta thấy rồi ông, khi tai của Chúa ở trên, ông lắng nghe tiếng Chúa phán. Chúng ta cũng vậy anh chị em. Chỉ ở trong sự hiện diện của Chúa chúng ta mới có thể nghe được tiếng Chúa phán. Mặc dù Chúa phán nhiều lắm, Chúa phán luôn, mà ban ngày chúng ta bận chuyện này chuyện nọ, chúng ta không nghe. Thì có lúc Chúa Ngài phải làm công việc là Ngài đến Ngài thăm viếng chúng ta trong ban đêm bởi chiêm bao và khải tượng, để Ngài niêm phong lẽ thật của Ngài trong tấm lòng của chúng ta. Điều này cho chúng thấy Chúa, phần của Ngài, Ngài rất muốn hướng dẫn chúng ta, truyền đạt với chúng ta. Chúng ta, Chúa không phải là một Đức Chúa Trời đang chơi một cái trò chơi gọi là bắt bẻ chúng ta. Ngài rất muốn, vì lỗ tai chúng ta không chịu nghe, không thể nghe được. Chỉ có thể nghe được, tôi thường nhớ trong Ê-sai chương 6 mà tôi đã chỉ dạy cho anh chị em. Tiên tri Ê-li-xê, ông khi vua Ô-xia qua đời thì ông hụt hẫng. Và đây là cái vị vua mà có cái tiềm năng là một cái người kính sợ Đức Chúa Trời và sẽ đem đất nước trở lại trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Ông vua này qua đời. Tiên tri lang thang vào trong nhà của Chúa, đồng thờ của Chúa. Lúc bây giờ Chúa mở mắt thuộc linh của ông để ông thấy được sự vinh quang của Ngài. Thấy sự thờ phượng của các seraphim. Và cái thánh ghi lại cho ông ta, ông nhận biết cái miệng của mình nó bẩn thỉu vô cùng. Rồi ông nhận biết rằng mình lớn lên trong một cái môi trường bẩn thỉu vô cùng về lời nói. Ông rằng khốn nạn cho tôi, xong đời tôi rồi, vì tôi là người có môi dơ dái ở giữa một dân có môi dơ dái. Vì mắt của tôi đã thấy sự vinh hiển của Chúa. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta, Chúa đáp ứng liền trong cái sự ăn năn của ông. Sai thiên sứ lấy một cái hòn than đỏ ở trên bàn thờ, ghép bằng kềm, đem đến chặn vào trong môi của ông và tuyên bố tội của người được tha, lỗi của người đã được sạch. Thì Kinh Thánh ghi lại chúng ta câu kế tiếp đó rằng, lúc bây giờ tôi nghe ICD cho chúng ta. Thần linh lỗ tai của ông đi thẳng lên đến thiên đàng chỗ ba ngôi Đức Chúa Trời đang thảo luận. Tuyệt vời không chị em? Lỗ tai của chúng ta sẽ nghe được tiếng phán của Chúa một cách dễ dàng khi chúng ta ăn năn quay về, chúng ta giải quyết những tội lỗi. Đặt lòng tin nơi Chúa, từ bỏ việc ác, đặt lòng tin nơi Chúa, thờ phượng, lắng nghe tiếng Chúa phán. Rồi một điều hết sức là quan trọng mà cũng là ý chính của sứ điệp ngày hôm nay, với đức tin lạ thường làm theo lời. Mặc dù nó không hợp lý chút nào, làm theo lời. Đào những cái hầm hố để chứa nước ở sa mạc, và Chúa Ngài nói trước rồi sẽ không có gió, sẽ không có mưa, nhưng mà đào hầm hố nghe nó xúc phạm cái trí não của chúng ta, không chứ? Mà thật, khi chúng ta bước đi trong đức tin đó, chúng ta phải bằng lòng cho cái trí tuệ của chúng ta nó bị xúc phạm. Có những điều Chúa Ngài bảo chúng ta làm đó, nó không có hợp tình và không có hợp lý gì hết. Cho nên người mà khôn không có làm cái chuyện này. Nhưng vì Chúa Trời nói rằng cứ làm đi rồi các con sẽ thấy đây là kế hoạch khôn tuyệt vời từ nơi Đức Chúa Trời. Chúng ta đọc số Kinh Thánh chúng ta thấy điều đó. Có những sự hướng dẫn chỉ dẫn của Chúa cho dân sự của Chúa, cho Giô-suê, cho tiện nhân của Chúa làm những công việc mà chúng ta nói với lý. Một người mà hiểu biết về về binh pháp, về chiến trận, tôi là học trò của Tôn Tử này, Chúa nói cái gì ấy? Muốn lấy thành Jericho hả? Các con cứ đi bộ chung quanh thành, không nói một lời, yên lặng cứ đi. Sáng thức dậy, vợ chồng con cái, cha con lớn trẻ gì đi một vòng xong rồi về chui vô trong lều ngủ nghỉ. Em sao làm như vậy? Đến ngày thứ bảy đi 7 lần, và lần thứ bảy tất cả mọi người đều hét lên một tiếng và tù và thổi lên
Chúa sẽ ban thành Jericho cho các ngươi. Kế hoạch của Đức Chúa Trời, chúng ta đem lên chúng ta cân đo theo kiểu của tính cách khoa học, chúng ta nói rằng nhưng mà khi chúng ta cân đo bằng đức tin, chúng ta nói rằng Chúa bảo sao cứ làm vậy thì mình sẽ thấy những việc lớn của Ngài. Đây là điều tôi cầu nguyện để Chúa giúp đỡ cho chúng ta, để chúng ta bớt tin cậy vào ở trong trí não của chúng ta, mà chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Dù việc có thể cảm thấy như là nó vô lý, nhưng mà đức tin thì nó có lý. Và điều khác mà tôi xin khích lệ anh chị em ở đây, khác biệt giữa cảm hứng so với thực hiện. Chúng ta đi tìm cảm hứng nhiều lắm, đi đại hội, đi trại, nghe những sứ điệp khích lệ chúng ta, chúng ta nhận được nguồn cảm hứng, chúng ta nói rằng lửa cho nó cháy sùng sùng ở trong mình hết, bây giờ mình sẵn sàng, mình có thể làm hết, chẻ cài, giết bò, hãy đi theo Chúa, bỏ lại hết tất cả những thứ ngăn trở. Nhưng mà đến phần thực hiện thì chúng ta rất là tệ. Sau đại hội chúng ta nghe những lời của Chúa, chúng ta nói làm, chúng ta phải bắt tay và chúng ta làm việc. Một vài tháng sau tay cũng bắt mà bắt đầu cũng khoanh tay, thay vì tay bắt vào công việc thì mình cho tay vào túi. Cho nên không chuyện gì xảy ra. Chúng ta cần trưởng thành, chúng ta cần đi xa từ cảm hứng đến chỗ thực hiện công việc. Cảm ơn Chúa vì những điều gây cảm hứng cho chúng ta, những sứ điệp khích lệ chúng ta, vân vân. Anh chị em, đó là những điều không thể thiếu trong đời sống của chúng ta, miễn là chúng ta làm một cái gì đó đáp lại với sự khích lệ cảm hứng từ nơi Chúa cho đời sống của chúng ta. Nhiều người trong chúng ta cố gắng sử dụng Chúa để làm động lực hoặc là nguồn cảm hứng tuyệt đối, nhưng hiếm khi tiến đến chỗ để chúng ta đến cái mức thực sự đưa vào thực hành những điều Chúa Ngài kêu gọi chúng ta làm. Tận tới anh chị em, bắt đầu đào mương, đào hầm, đào hố để chứa nước khi mình đang khát. Những người chưa hiểu đến cái điều này rồi họ sẽ nói mạnh lắm: mấy ông mà giảng về đức tin đấy, con người ta nghèo không có đủ tiền để sống, mà mấy ông kêu dân hiến đi rồi sẽ thấy sự can thiệp của Đức Chúa Trời. Họ phê bình chỉ trích một thứ. Anh chị em, đó là cái niềm khích lệ đến từ Satan, vì nó muốn cướp chúng ta khỏi những phước hạnh Chúa Ngài ban cho. Vì đối với Đức Chúa Trời, 5 cái bánh và 2 con cá có cái tiềm năng để có thể đãi cho 5,000 người đàn ông, chưa kể đàn bà con nít, mà mỗi người ăn no rồi còn dư ra 12 giỏ đầy. Nếu chúng ta muốn bắt đầu kinh nghiệm được cái phước hạnh, cái sự can thiệp của Chúa cho mình ra khỏi cái sự thiếu thốn về tài chính chẳng hạn, hãy bắt đầu bày tỏ cho Chúa biết rằng con tin cậy Ngài, và con chứng minh cái sự tin cậy này bằng những hành động cụ thể. Anh em nghĩ Đức Chúa Trời Ngài có cần đội quân của 3 đạo quân này sắp xuống sắp quen ra để mà đào hầm không? Chắc chắn là không. Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban nước, nhưng mà Ngài đang chờ để xem họ có vâng lời hay là không. Và khi họ vâng lời thì phước Chúa Ngài ban cho đó, nó tiện ích cho rất là nhiều mặt. Thứ nhất là họ có nước uống. Sáng hôm sau khi nước đã được Chúa Ngài mang đến làm đầy các cái hầm, cái hố đó rồi đó, thì vua của xứ Moab, ông đứng từ trên đỉnh núi, ông nhìn xuống trên đỉnh đồi, ông nhìn xuống, ông thấy ánh sáng mặt trời khi trong cái hừng đông đó, nó có cái màu đỏ đó, nó phản chiếu ở dưới những cái ao nước này. Ông nói rằng chắc chắn kỳ này là mình là xuống, là mình sẽ dớt trọn gói. Thì các vua của Israel, của Juda, của Edom, chúng nó đã đánh nhau, coi kìa, máu nó đầy ở những cái ao dưới đó, nước mà ông thấy là máu. Chạy xuống, dân Israel chờ cho khi đến họ xuống đạo quân của Israel, của Juda, của Edom trỗi dậy và đánh tan nát hết. Vâng lời, bắt đầu với những chuyện Chúa dạy trước khi chúng ta có thể thấy phép lạ Chúa làm, là điều mà chúng ta thấy đầy ở trong Kinh Thánh. Người mắc bệnh teo tai, Chúa bảo hãy đưa tay của ngươi ra, bộ Chúa không thấy tay của con teo à? Nhưng mà cứ ôm và cứ để thì nó sẽ tiếp tục teo, đưa ra thì nó mới được lành.
Đối với người bài hãy đứng dậy vác giường mình đi. Bộ Chúa không thấy con bại sao? Người ta phải khiêng mang con đến đây, con nằm ở trên cái giường này. Cho nên đứng dậy vác giường mà đi. Tôi tin rằng phép lạ xảy ra khi người này bắt đầu di chuyển và ngồi dậy. Thì cơ thể mới được lành, chân mới được lành để có thể đứng dậy. Và bây giờ cái gì đã chở chuyến mình đến, bây giờ mình có thể phát nó trên vai vì có sức mạnh, được phục hồi, được chữa lành, được phép lạ, mình phát nó mình đi ra trước mặt mọi người. Người mù đến với Chúa, Chúa bảo hãy đi rửa nơi ao. Sau khi Chúa ngài nhỏ nước bọt xuống đất, trộn một ít bùn trét lên mắt của cái người này. Nếu cái người này không đứng tin sẽ nói thầy làm kiểu này chắc là con nổ trọng luôn chứ không nói là được rồi. Không có vệ sinh chút nào hết đó. Nước bọt của thầy rồi còn nhổ xuống đất rồi trộn thành bùn mà trét lên mắt. Rồi biểu đi, bộ không thấy con mù sao mà biểu đi một cái đoạn đường xa như vậy. Nhưng thánh ghi lại chúng ta, người mù này đã đến ao Siloe là ao được sai phái đi. Đến đó ông rửa mắt, trong lúc ông rửa mắt, ông sáng mắt. Phép lạ luôn luôn xảy ra sau khi chúng ta vâng lời. Dù cái việc Chúa bảo chúng ta rất nhỏ so với là những gì Chúa ngài sẽ làm thì nó không thấm thía gì hết đó. Nhưng mà Chúa ngài sẽ làm công việc của ngài khi chúng ta vâng lời. Các môn đồ của Chúa đánh cá suốt đêm không được một con nào. Chúa bảo thả lưới bên kia thuyền. Ngày xưa tôi cứ hình dung nó giống như chiến hạm của Hoa Kỳ đó. Thả bên kia chắc là cái thuyền nó phải to lắm mới nên bên kia mới có cá. Đi qua xứ thánh rồi thấy cái thuyền mà người ta dùng để đánh cá thời đó, đó anh chị em, cái chiều ngang của nó chưa được 3 mét, mà đi ra ngoài khơi thì bên mé này của cái thuyền và bên kia của thuyền cái khoảng cách của nó chỉ có 3 mét thì nó là con số không. Nhưng mà khi họ vâng lời, họ thả xuống, ai mà còn cầm cái tay lưới thấy bắt đầu ô có chuyện rồi, ô có chuyện lớn rồi. Người thánh ghi lại chúng ta lưới của họ bắt được nhiều cá đến độ nó sắp đứt ra. Nếu ông Phi-rơ và các môn đệ đầu tiên của Chúa trong trường hợp này rằng thầy ơi, thầy don't quit your daily job, nói theo của người Mỹ tôi là đừng có nghỉ cái công việc sinh nhai của thầy ở trong lúc này. Chúng tôi nè, dân chài nè, chúng tôi đã đánh cá suốt đêm mà không được một con nào thì thầy là ai mà đứng ở trên đó mà biểu tôi là phải đưa thuyền ra khơi và thả xuống bên phía bên kia thuyền. Nhưng họ vâng lời thì họ đã thấy phép lạ xảy ra. Tôi có thể đứng đây tới sáng để sáng mai để chia sẻ với anh chị em những điều Đức Chúa Trời ngài muốn tìm thấy. Trước khi phép lạ xảy ra, luôn luôn Đức Chúa Trời ngài muốn tìm thấy chúng ta có vâng lời đào mương không? Chúng ta có vâng lời thả lưới xuống không? Chúng ta có bằng lòng nhúc nhích để ngồi dậy và vác giường của mình đi hay không? Chúng ta có bằng lòng lần bước để đi đến ao Siloe hay không? Để chờ. Phép lạ luôn luôn xảy ra phía sau của sự vâng lời. Điều đó dẫn chúng ta đến điều thứ ba, tôi xin nhắc anh chị em. Phép lạ không phải là một cái trò ảo thuật. Niềm tin không phải là một tấm vé số mà chúng ta mua rồi nếu may mắn ở trong số bao nhiêu triệu tỷ lệ, bao nhiêu triệu phần trăm nữa thì mình mới có thể trúng số được. Người ta nói một người đang đi như vậy thình lình bị sét đánh trúng thì cái tỷ lệ phần trăm nó cao hơn là người mua vé số để được trúng số. Mà nhiều người đối xử với Đức Chúa Trời giống như vậy đó. Đức tin là giống như mình mua cái vé số rồi hy vọng mong chờ, nếu mình may mắn giống như là sét đánh trúng mình đó thì mình sẽ kinh nghiệm được phép lạ. Không không anh em, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những gì mắt thường của mình chưa thấy. Nhưng mà đức tin đó là đức tin có một cái mệnh lệnh làm việc kèm theo. Đức tin mà không có việc làm là đức tin kẻ như chết, không có giá trị gì hết. Đức tin phải có việc làm kèm theo. Đây là chỗ mà xin các nhà gọi là thần học gia Việt Nam chúng ta, mấy cái ông mà đức tin đó, người ta còn bệnh mà kêu cảm ơn Chúa thì được lành rồi. Suối người ta làm bậy. Không anh chị em, đó là tiếng nói của đức tin. Cái hành động mà đào mương của mình, đào hầm hố của mình để chuẩn bị chứa nước của mấy người mà có cái nhu cầu đó, mình làm cái công việc mình, lấy cái xẻng ra, lấy cái xuống ra, đào đi, rồi Đức Chúa Trời ngày sẽ mang nước đến. Amen. Nếu chúng ta cứ ngồi đó và chúng ta nói chờ đi, chờ cho đến khi mà phép lạ xảy ra mình mới cảm ơn Chúa, như vậy thì đâu còn là công việc của đức tin. Chuyện đã rồi.
Sự biến đổi xảy ra thông qua việc tham gia vào mục đích của Đức Chúa Trời. Các vua đến gặp Elise đã tìm một phép lạ, nhưng Elise đã giúp đỡ cho họ một loạt những chỉ dẫn để giúp đỡ cho họ bắt tay vào làm việc. Mọi người đều muốn có một sự kêu gọi cho đến khi tiếng gọi của Chúa lên tiếng. Ôi Chúa, con muốn nhận được một sự kêu gọi từ nơi Chúa. Anh khi Chúa nói, con đã làm điều này. Không muốn sự khánh đi, một sự khánh đi Chúa ơi. Anh nói chị đó đi, còn con, xin lỗi. Con xin, nhưng mà con xin chơi xuống trong người Chúa này làm thiệt. Chúng ta giận mặt với ai? Chúng ta mong muốn một sự kêu gọi. Đức Chúa Trời Ngài dùng cách này cách khác để Ngài lên tiếng kêu gọi chúng ta. Một trong những điều mà chúng tôi học được từ những người đi trước và áp dụng cho VBC Houston của chúng ta, đó là giúp cho hết thảy anh chị em, nếu ai muốn, có thể thấy được những điều Chúa muốn sử dụng chúng ta, mục đích của Chúa cho đời sống của chúng ta. Tiếng gọi của Chúa đã đến trên cuộc đời của chúng ta ngay khi Chúa dựng nên chúng ta, dệt nên chúng ta trong lòng của cha mẹ của chúng ta. Chúa cho chúng ta có những khả năng bẩm sinh. Chúa cho chúng ta những năng khiếu. Chúa đặt trong chúng ta những ao ước, những giấc mơ trong đời mà mình muốn thực hiện. Chúa đã chuẩn bị rồi. Công việc của chúng ta là, bởi vì chúng ta lớn lên sinh ra, có thể là cha mẹ chúng ta không hiểu nguyên tắc này, cho nên đã khuyến khích chúng ta đeo đuổi một cái gì khác. Trong khi Đức Chúa Trời, Ngài có chương trình trong mỗi đời sống của chúng ta. Công việc của chúng ta là cam kết, như Elise đã cam kết mà tuần rồi chúng ta đã học. Khi nghe được tiếng gọi của Chúa, bằng lòng thu xếp cuộc đời của mình, lập tức đi. Ông nghe sự kêu gọi của Chúa cho đời sống anh chị em. Có những công việc làm của anh chị em, có những mục vụ mà Chúa đặt ở trong đời sống của anh chị em, hãy khám phá ra cho bằng được. Hội Thánh có thiết lập một cái kế hoạch, đó là tiến trình tăng trưởng. Một khi chúng ta ghi danh và chúng ta bước vào, chúng ta học được, chúng ta sẽ thấy Đức Chúa Trời Ngài lên tiếng để kêu gọi chúng ta. Đây là việc ta muốn con làm. Và cảm ơn Chúa, trong những ngày gần đây Chúa cho có những anh chị em chúng ta, cũng như thế hệ của những người trẻ, họ đi xa hơn là được cảm hứng, và họ thực hiện việc Chúa nghe dạy. Ví dụ như một số các em khám phá ra được và ước mơ của mình là sẽ dự phần vào trong công việc hướng dẫn người khen thờ phượng, thì các em liền ghi danh vào trong lớp 501 để dạy về Đức Chúa Trời. Ngài đi tìm không phải là một người nhạc công, không phải là một người ca hát giỏi, mà Đức Chúa Trời đi tìm một con người thờ phượng. Thờ phượng Chúa tại nhà, trong sự thờ phượng cá nhân, thờ phượng Chúa ở tại công chúng khi nhóm lại với Hội Thánh. Rồi trong lớp 501 người ta giao cho một cuốn sách để đọc. Cuốn sách này là Thờ Phượng. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra. Có những người họ cam kết, họ trẻ cài, họ đéo đuổi, và họ hoàn tất. Và Đức Chúa Trời đang sử dụng bằng lãnh đạo để huấn luyện họ, là không bao lâu họ sẽ là người đứng ở trên này để có thể thêm những đội, để có thể hướng dẫn người khen thờ phượng. Và trong đó cũng có những người đi đến cái chỗ giao cuốn sách. Tôi tưởng là tôi được Chúa gọi để hướng dẫn người khen thờ phượng, còn đọc sách đó là gì? Đọc để trở nên con người thờ phượng. Vì anh chị em, kỹ năng để chơi các nhạc cụ chúng ta có thể học được chỗ này chỗ khác. Giọng hát chúng ta cũng có thể tập luyện để hát. Nhưng mà Đức Chúa Trời Ngài đang đi tìm một con người thờ phượng. Thì những nguyên tắc mà tôi chia sẻ với anh chị em tại đây, chúng ta cần phải có. Con người thờ phượng là con người thờ phượng Chúa với tất cả những gì mình đang có và bất cứ nơi nào. Có thể hướng dẫn sự thờ phượng ở bất cứ nơi nào, vì đó là con người thờ phượng. Lối sống của họ cũng là người hướng dẫn sự thờ phượng.
khi họ biết tại sao họ thờ phượng Chúa. Trên câu hỏi mà chúng ta cần đặt ra trong lúc này đó là: bạn có sẵn sàng đóng vai trò của mình trong sự kêu gọi vĩ đại hơn mà Chúa dành cho cuộc đời của bạn không? Cơ đốc giáo có một cái hố rất là lớn, gọi là cái hố giữa những gì mình định làm và những việc mình làm. Chủ nhật nào nghe bài giảng mục sư xong, tôi sẽ làm việc đó. Thứ hai còn nghe một ít âm hưởng của nó, nhưng mà đến giữa tuần thì quên hết rồi. Xin Chúa cho. Và điều mà chúng tôi ước ao đeo đuổi là hết thảy chúng ta sẽ là những người không phải chỉ nhận sự cảm hứng từ nơi lời của Đức Chúa Trời, từ những sứ điệp, mà chúng ta là những người vâng lời và làm theo. Đã đến lúc xách len, xách xuống dụng cụ đào để chúng ta đi ra và chúng ta đào mương, đào ao để chứa nước phước hạnh mà Chúa ngài sắp sửa cho nó đến thành linh ở trong cuộc đời của chúng ta. Để nó dẫn chúng ta đến điểm cuối cùng là đào hầm chứa nước. Đức tin đang chuẩn bị cho điều gì đó mà chúng ta không có thể nhận thức hay là chưa thấy được. Chúng ta chỉ có thể cho rằng các vua khi nghe hiệu lệnh này từ nơi Chúa qua tiên tri của ngài, hay là bảo quân lính, các người bỏ gươm xuống, bắt đầu xách cuốc, xách sẻng ra đào mương, đào hầm chứa nước. Và chúng ta biết rằng họ có thể là đã thức suốt đêm, và chắc chắn là họ không có làm xong hết công việc. Nhưng mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta đó là ngày hôm sau thì phân linh Đức Chúa Trời cho nước đổ xuống từ hướng của Ê-đôm. Và chuyện gì xảy ra anh chị em? Tất cả đều đầy nước. Sáng hôm sau vào giờ dân tế lễ thì nước từ hướng Ê-đôm chảy đến và toàn xứ tràn đầy nước. Anh chị em nhau của tôi, những điều cần thiết để chúng ta có một cái đức tin lạ thường, để chúng ta có thể thấy những công việc của Đức Chúa Trời trong đời sống của chúng ta, nó bắt đầu từ chuyện nhỏ. Tôi nhớ như ngày hôm qua, sắp sửa đến mùa hè, thì tôi đã hứa dâng trọn đời của mình với Chúa. Tôi không muốn mùa hè đó đi về Houston, tại đây thì đi tìm một công việc part time nào đó để làm cho qua mùa hè, để dành tiền cho việc mình đeo đuổi học ở trường Kinh Thánh. Tôi cầu nguyện với Chúa, hạ mình xuống tìm kiếm Chúa. Bắt đầu Chúa mở ra cho tôi thấy VBC Houston của chúng ta, một hội thánh tràn đầy ơn của Chúa, quyền năng của ngài, rất đông người. Tôi đáp ứng lại và nói rằng là Chúa, xin việc đó xảy ra. Lúc bây giờ Amarillo, tức là thành phố phía bắc của Texas, có lời mời. Oklahoma City cũng có lời mời. New Orleans cũng có lời mời, xin đến và sử dụng mùa hè để giúp đỡ chúng tôi, vì có các mục vụ cho người Việt Nam trong các hội thánh của người Mỹ, họ muốn mở rộng. Nhưng Đức Chúa Trời nói, cái chìa khóa cho việc con phục vụ trong tương lai nằm ở cú điện thoại đầu tiên mà con nghe khi con về trên Houston. Lúc bây giờ chúng tôi ở trọ nhà của anh Quỳnh Quốc Dũng, em trai của anh, hai em trai của anh. Tôi nhớ xe đậu ở tại bãi đậu xe, móc chìa khóa ra chuẩn bị tra cái chìa khóa vào trong cái cửa thì nghe tiếng điện thoại reo. Tôi mau mau chạy vào bắt cái điện thoại lên. Thì với bên kia của đầu dây là tổ chức của Union Baptist Association, nó nói rằng chúng tôi tìm ông mà bây giờ cảm ơn Chúa đã gặp được. Các hội thánh muốn giúp để bắt đầu một cái mục vụ cho người Việt Nam. Chúng tôi muốn gặp ông để trình bày cái kế hoạch này. Tôi rút ngắn câu chuyện thì đó chính là bắt đầu của chúng ta. Tuyển cái mương, những cái hầm hố mà chúng tôi bắt đầu đào đó, là tôi với lại một vị mục sư bây giờ đã về hưu rồi. Chúng tôi bắt đầu đi bộ và thăm viếng cả cái vùng chung quanh vùng Woodridge. Trong đó có nhiều cái khu chung cư của người Việt Nam của mình. Chúng tôi gõ cửa từng phòng mời họ. Và cái bắt đầu nhỏ của chúng tôi đào mương đó là giới thiệu những lớp học tiếng Anh cho cộng đồng của người Việt của mình, vì lúc bây giờ rất là cần. Họ ghi danh rồi, nói chúng tôi sẵn sàng đi. Rằng đây là hội thánh mới sẽ thành lập, quý vị đến thờ phượng Chúa chúng tôi sẽ có một buổi ăn trưa và chúng tôi mời quý vị ở lại để học tiếng Anh. Cho đến lúc đó thì chưa có lái xe cỡ lớn được, mà chúng tôi phải học để lái chiếc xe chở học sinh school bus. Nó rất là dài, mà đi vào trong những cái khu apartment đó thì là rất là khó để đi ra đi vô.
đến ngày Chủ nhật 10 tháng 7 của năm 1983, chúng tôi xách xe đi. Đi về không có một người nào ở trên xe. Họ hứa sẽ đến trước, nhưng mà khi mình tới nơi gõ cửa thì họ trốn trong phòng, không một người nào hết. Nhưng mà cảm ơn Chúa, Đức Chúa Trời, Ngài đã dẫn nước đến rồi, vì tôi đào những cái hầm để chứa. Về tới nơi, tôi nghe những tiếng ồn ào của người Việt của mình nói chuyện. Tôi nói, ủa, nó đâu mà ra vậy? Thì mới biết là tại trường New B, cách đó không xa, có một cái lớp học gọi là ESL cho người Việt của mình, English as Second Language. Và có một con gái của Chúa biết về việc hội thánh của Chúa được thành lập. Ông đã mời, và hôm đó ông đã đưa đến và ngồi đầy hết cái phòng đó. Càng đầy vui mừng phấn khích, tôi bước lên chia sẻ bài giảng của bãi phước lành ở trong bài giảng trên núi của Chúa. Mà khi kêu gọi có 7 người tin Chúa. Tạ ơn Chúa vì dấu của Đức Chúa Trời Ngài đã làm. Tôi đào mương, Chúa đem nước đến. Tôi đào hầm hố, Đức Chúa Trời Ngài làm chỗ đầy nó. Đó là bắt đầu của chúng ta. Tôi chia sẻ để khích lệ anh chị em. Đức Chúa Trời không chờ đợi chúng ta có khả năng để thực hiện. Ngài đang đợi chúng ta có đức tin để bắt đầu. Hình dung của tôi, nếu lúc bây giờ tôi nói với Chúa, không, con không muốn về Houston. Vì sự thật với anh chị em là tôi có một cái quá khứ cũng rất là đặc biệt ở trong những ngày ở Houston trước khi đi theo học trường Kinh Thánh. Và khi xe đi trên xa lộ 59 về hướng Bắc, hướng Đông Bắc, khi đi qua cái cầu của âm bồ, tôi xoay lưng lại và goodbye Houston, không bao giờ muốn trở về Houston. Mình muốn đối diện với quá khứ của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời bảo về Houston, vâng lời. Và chúng ta có những điều này. Và sự có mặt của VBC Houston ở trên thế giới này, chúng ta đào mương, Chúa sẽ mang nước đến. Anh chị em có những sự kêu gọi của Chúa, hãy bắt đầu làm một cái gì đó. Một cái điều khác tôi mở ngoặc rồi chúng ta sẽ tạm ngừng tới đây. Có nhiều người đến nói với tôi, hôm xưa tôi được sự kêu gọi để truyền giáo. Tôi nói rồi sao? Tôi sẽ chờ để đi truyền giáo. Câu trả lời của tôi và cố vấn cho họ là hãy bắt đầu ngay bây giờ tại chỗ của bạn, tại chỗ của anh, của chị. Chúng ta chờ để chúng ta đi đến một cái xứ lạ, không quen ngôn ngữ, không quen lối sống của người ta. Đến đó mình sẽ giảng tin lành của Chúa. Tại sao mình đang ở trong cái chỗ mà mình có nhiều điều kiện để có thể thực hiện mà mình không làm? Dạ không, tôi được sự kêu gọi để truyền giáo. Truyền giáo, Houston cũng là truyền giáo. Ồ, tôi có một sự kêu gọi của Chúa để làm việc này, việc kia. Và tôi chia sẻ với mục sư, thì mục sư thực hiện đi. No. Nếu Chúa gọi anh chị, thì đó là công việc Chúa muốn sử dụng anh chị. Tôi không có nhiều tài chính, bắt đầu với những gì mình có. Nếu phép lạ đãi 15.000 người mà có thể bắt đầu từ 5 cái bánh và 2 con cá bữa ăn của một đứa con trai nhỏ, thì khi chúng ta đào mương, Đức Chúa Trời Ngài sẽ dẫn nước đến. Chúa Ngài đang chờ chúng ta. Không phải Ngài chờ chúng ta để chúng ta hội đủ điều kiện để Chúa Ngài sử dụng chúng ta, mà Ngài đang chờ chúng ta bắt đầu. Bắt đầu đi anh chị em. Nhưng mà nói mình muốn đi truyền giáo, bắt đầu với một cái ngân sách, với tiền mà mình sẽ để dành để mình sẽ đi truyền giáo. Mình có một sự kêu gọi và thấy được một cái khái tượng Chúa Ngài ban cho, mình sẽ mở một cái doanh nghiệp, bắt đầu nhỏ, trung tính trong việc nhỏ, Đức Chúa Trời Ngài sẽ giao cho những việc lớn hơn. Nguyên tắc này không thể nào thay đổi trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Bắt đầu đi rồi Ngài sẽ làm. Ông truyền giáo lớn rộng muốn được Chúa Ngài sử dụng một cách lớn rộng. Tuần rồi tôi đã chia sẻ với anh chị em, gặp Chúa ở trong nơi kinh nghiệm. Đức Chúa Trời Ngài sẽ dùng chúng ta ở giữa công chúng. Ở riêng với Chúa trong sự học hỏi lời của Chúa trong nơi kinh nghiệm, Đức Chúa Trời sẽ dùng chúng ta giảng lời của Đức Chúa Trời ở giữa công chúng. Và hôm nay, sứ điệp này muốn nhắc nhở chúng ta, phải có mối quan hệ với Chúa mỗi ngày. Đừng chờ cho đến lúc mình có năng đề mình mới chạy đến với Chúa, vì như vậy là chúng ta lợi dụng Chúa. Đức Chúa Trời không vui cho việc đó.
Vì cha của chúng ta, tấm lòng của Ngài là muốn con cái đến gần cha. Trong mối liên hệ, trong sự cầu nguyện, trong việc lắng nghe tiếng cha phán qua lời Kinh Thánh. Hôm nay chúng ta lắng nghe tiếng phán của Chúa qua các đầy tớ của Chúa, những người trưởng thành thuộc linh, để có thể cố vấn cho chúng ta. Phải quen thuộc trong sự thờ phượng. Bước vào trong sự hiện diện của Chúa là phước hạnh. Phải biết cách để đi vào trong sự hiện diện của Chúa, bắt đầu với sự ngợi khen và thờ phượng. Lắng nghe tiếng của Chúa phán. Và một khi đã nghe được tiếng của Chúa phán rồi, đào mương, Chúa thần linh sẽ đem nước đến. Anh em anh chị em, xin Chúa cho đức tin của anh chị em được gia tăng, khi anh chị em hiểu được những nguyên tắc này và sẵn sàng trở nên những người làm việc lớn cho Chúa. Cảm ơn Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho cái điều chúng con tạ ơn Ngài. Chúa đã dùng tính cách, đường lối mà mới nghe chúng con bị sốc qua môi miệng và chức vụ của tiên tri Elise. Nhưng cảm ơn Chúa trong sự mặc khải của Ngài, bởi chúng con hiểu chúng con không thể nào sống hai mặt, đi dẻo hai bên với Đức Chúa Trời hàng sống. Chúng con không thể lấy giải thưa mà che mắt Thánh được, vì Chúa thấy hết tất cả mọi sự, biết hết tất cả mọi sự. Và Ngài luôn giang tay chào đón chúng con khi chúng con đến với Ngài. Xin ban phước trên chúng con, Chúa Giáo, để chúng con có một đức tin vững chắc, một đức tin có việc làm trong sự vâng lời. Chúng con tin rằng nước thì do Chúa mang đến, những mương và ao chứa chúng con phải đào. Chúng con ngợi khen Ngài. Thánh Linh ơi, xin tiếp tục giúp đỡ. Thì tiếng hữu của VBC Houston của chúng con là những con người đầy đức tin, là những người có đức tin kiện toàn, một đức tin không lay chuyển nơi Chúa toàn năng của chúng con. Đến độ chúng con sẽ làm, sẽ bắt tay vào luôn cả khi chúng con không hiểu hết, nhưng chúng con vẫn có thể vâng lời vì chúng con đặt đức tin nơi Ngài. Ngài khen Chúa. Xin ban ơn Chúa giọng để cuộc đời của mỗi một chúng con, mỗi ngày chúng con sống là một chuỗi ngày chúng con chứng minh cho Chúa thấy rằng chúng con trung tín trong việc nhỏ, chúng con bằng lòng bắt đầu và phục vụ trong những chuyện nhỏ, để Chúa có thể cất nhắc chúng con đến những công việc lớn hơn, những vị trí cao hơn cho vinh quang của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa cho dấu con đã đào mương, đã đào hầm hố để chứa nước. Xin Cha ban nước, khiến cho VBC Houston sẽ tràn ngập nước phước hạnh của Ngài. Và tất cả những nhu cầu của chúng con sẽ được Chúa Ngài đáp ứng. Không một ai ở trong sự hiện diện của Chúa mà có thể khác đến độ không có một chút hy vọng rằng mình sẽ sống còn. Nên chúng con sẽ là những người sống trong sự dư dật, trong sự ban cho của Chúa, để chúng con có thể làm nguồn phước. Chúng con ngợi khen Ngài. Con cầu nguyện để những điều Chúa Ngài hứa cho dân sự của Chúa là những điều mà đối với Chúa đó là chuyện nhỏ. Đó là Chúa ban cho chúng con sự đắc thắng, Chúa ban cho chúng con một sự tràn chiếm ở trong những lãnh vực mà chúng con đang mong đợi. Chúng con ngợi khen Ngài, tặng Chúa, và chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa ban phước cho anh chị em. Tràn đầy ơn của Chúa, bắt đầu bằng những việc nhỏ và thấy Chúa Ngài sẽ ban cho chúng ta những việc lớn ở trong ơn của Chúa. Hẹn gặp lại anh chị em trong các buổi thờ phượng kế tiếp của chúng ta, các buổi học Kinh Thánh kế tiếp. Chúa ban phước và chúng ta sẽ gặp lại trong ơn của Chúa. Hallelujah. Amen. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.